Nay cửa hàng em về thêm chiếc xe Thaco được sản xuất cuối 2017. Tải trọng là 900 kg, một chủ từ mới biển Hà Nội, tên tư nhân. Xe đẹp xuất sắc. Sơn zin, máy zin. Lòng thùng siêu mới. Xe chạy chuẩn có 3 vạn các bác nhé. Sơn zin gần như cả xe luôn. Máy gầm Hà Nội thì không bàn rồi. Miễn bàn luôn. Dàn lốp còn 90%. Bộ lốp xin hết hết. Ghế được bọc ghế da rồi. Nội thất siêu mới. Kính chắn gió 2017 đây. Đăng kiểm thì đến tháng 11/2022. Máy zin các bác nhé. Máy cầu phun số zin hết. Rất đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin liên hệ bãi xe ô tô Cường Linh, địa chỉ chợ Gạo, thành phố Hưng Yên. Số điện thoại 0979402441, 0968588511. Liên hệ ở số điện thoại giúp bên em nhé. Đây, cửa hàng em về thêm rất nhiều các mặt hàng khác: Kenbo, tải van, tải thùng, Thaco, thùng lửng, thùng bạc, thùng kín đủ hết, đầu to đầu bé. Cảm ơn các bác đã xem video.